Hello, xin chào các đồng chí và các bạn thân mến của Lợi Minh. Mỗi ngày một thông điệp. Tình hình Facebook thì càng lúc càng trở nên phức tạp. Cuộc chiến không gian mạng càng lúc càng gai cấn. Nan đề này chồng chất đến nan đề khác ngổn ngang. Những câu chuyện trên Facebook thì mỗi ngày thì cứ lại nóng bỏng. Tình hình của các thế lực thù địch thì vẫn vậy. Vẫn ngày đêm tìm đủ mọi cách để chống phá quê hương đất nước. Nhưng mà tình hình nội bộ thì cũng căng thẳng, không có đến nỗi, không có gì mà giảm đi. Thì mỗi ngày thì một đề tài nóng bỏng. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Nói chung thì mạng xã hội mà, thì người nào to mồm là người đó thắng đi. Đánh với bao que cũng vậy, nhất là cái thằng AQ. Dạo này cái thằng AQ nó cũng dở những cái trò giả tâm dữ rồi nha. Và lúc trước tôi thấy tưởng đâu hắn ta thay đổi cái hình đại diện, là có cái ý chí gọi là thân thiện, nhưng mà cái tên này cũng dữ dằn à. Dạo này mình nhận được những cái inbox và những cái cú điện gọi là cho mình biết cái tên Power AQ gọi khắp mọi người hết, gọi hết người này đến người kia là đi gọi là nói sau lưng lại mình đủ thứ hết. Khiếp, đàn ông gì mà kỳ vậy. Muốn đấu lý, muốn chơi thẳng thì cứ mở diễn đàn trực tiếp chơi thôi. Anh chị em các bạn thấy xe cảnh sát của bên Mỹ, xe cảnh sát ở bên Mỹ nó trang bị đồ chơi. Hồi xưa nó chạy những cái chiếc xe đen, gọi là những cái xe bốn cửa, bên Việt Nam mình gọi là xe bốn chỗ đó anh chị em các bạn. Sau này sau cái biến cố 911, Mỹ nó trang bị những cái chiếc xe mà cảnh sát như vậy, anh chị em các bạn biết, nó đầy đủ, tôi nói là nó đầy đủ đồ chơi hết. Nó gần như là một cái văn phòng di động vậy đó. Anh chị em các bạn biết, nó súng ống và những cái hồ sơ trên máy của nó đó, nó có một cái laptop hiệu Panasonic. Các bạn biết một cái máy hiệu Panasonic đó, nó tân trang rất là đầy đủ cho một người cảnh sát. Chỉ cần nó rút cái, nó gần tôi và nó phải nó rút cái bằng lái thì cái giấy chứng minh thư đó, là nó có thể báo cáo và nó có thể tìm ra đủ hết, nó có thể lục hết. Các bạn thấy một người cảnh sát ở bên Mỹ khi mà họ đi ra, họ làm nhiệm vụ đó, họ có thể trực tiếp và họ nói chuyện với lại những cái bên bộ ngành và mọi thứ hết. Họ có thể đi vào những cái nơi mà thuộc về chính quyền Mỹ đó, họ có thể gọi để nhận viện trợ hay là nhận điều thêm quân lính cảnh sát nếu mà cần. Các bạn thấy chiếc xe của họ nó có gắn hệ thống định vị, gắn định vị, và khi mà đi đến đâu, bất cứ nơi nào đó, thì ở địa phương đó, nó đều những cái nơi mà có xảy ra chuyện đó, các bạn biết, nó liên hệ, nó biết với nhau hết. Có ví dụ như có những trận đụng độ mà giữ lại những cái tay mafia hay những cái băng đảng lớn đó, là nó gọi khẩn cấp để đặng mà viện trợ thêm cảnh sát. Những cái tay mà lớn có thể là nhiều khi nó gọi tụi SWAT nó ra, nó hỗ trợ thêm. Các bạn thấy chứ không phải như Việt Nam mình, vấn đề mà cảnh sát rồi an ninh đó, nó còn rất là yếu, nó không phải như Mỹ. Thì quay lại câu chuyện của thằng AQ. Quay chuyện lại của thằng AQ. Thằng này lúc trước tôi thấy nó cũng có cái, tưởng đâu nó có cái nhiệt tình chứ, nhưng mà nó cũng điểu dữ. Cái tên AQ này bấn là mấy thằng bao que thì nó muôn đời cũng bao que. Còn những cái câu chuyện mà vấn nạn trên Facebook này, nói chung thì Lợi Minh hôm nay muốn live stream là cũng muốn nói với một số các bạn, nếu mà các bạn kết bạn với Lợi Minh đó, đừng có thác Lợi Minh vào trong những cái diễn đàn mà nó có những cái mâu thuẫn nội bộ thế này thế nọ.
Lại Minh cũng chẳng có muốn làm gì, nhiều khi cái tánh của Lại Minh khi vô rồi thác vô xong rồi Lại Minh cũng ngồi nghe thì nhiều khi cũng hơi bực mình, cũng a chí a chó cũng xí xí vào cái tánh con người mà. Rồi lại thấy có người lại đi nói cho rằng Lại Minh đi chọc chỗ này chọc chỗ kia. Rồi cái Facebook này thật là khổ, mỗi người có cách chơi cách riêng của mình. Nhiều khi thác xong rồi vào trong rồi kết bạn rồi thác đi tùm lum, cho nên Lại Minh thiết tha kêu gọi các bạn là những người nào mà bạn là kết bạn với Lại Minh cảm thấy mình cùng chung chí hướng thì chơi, có cái mục tiêu cho đề thì kết bạn để cho nó có ý nghĩa hơn. Còn cảm thấy không cùng đồng chung chí hướng mà kết bạn để tìm cách mà diễn tuồng gây ra những cái mâu thuẫn thì mong thiết tha các bạn hủy kết bạn với Lợi Minh. Lợi Minh rất là thiết tha kêu gọi các bạn những điều này. Gần đây Lợi Minh nhận được những cái inbox, những cái hình ảnh một số người nói thẳng mẹ ra luôn đi trong nhóm cờ đỏ đấy. Thì inbox nhau rồi nghĩ rằng Lợi Minh đi chạy bên này chạy bên kia lum. Nói chung thì tôi thì không thích bị ràng buộc bởi bất cứ ai cả, tôi sống vậy. Đối với tôi có Facebook thì chơi để lên mình truyền đạt cái tư duy và tư tưởng, để mình truyền đạt sự hiểu biết lẫn nhau, để rằng mà mình kết nối bốn phương, nhất là chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chứ không phải lên trên này rồi mình phải bị giới hạn thế này thế nọ. Cho nên kỹ thuật technology nó có cái phương tiện nó để làm cho mình kết nối thì mình làm sao tìm hiểu và hiểu biết. Chỉ có vậy thôi. Nói chung thì mạng, cộng đồng mạng này nó cũng rất nhiều trò. Thì Lại Minh xin gửi chào đến anh chị các bạn. Lại Minh nhiều khi live stream thấy cái gì hay thì cứ chia sẻ. Thấy cái gì mà nó có cái tính cách gọi là hiểu biết lẫn nhau thì mình chia sẻ thôi. Nhiều khi đang nói đề tài này lại mình cũng có thể chuyển sang đề tài khác. Giống như câu chuyện hồi nãy đang nói về cái thằng mắc dịch IQ, nó đi cà chăm cà chọt, nó gọi mấy người phụ nữ rồi nó gọi mấy người đàn ông, nó gọi đủ thứ, phụ nam phụ nữ, nó gọi nó báo cáo với mấy người đó về Lợi Minh. IQ mà nghe được cái livestream này cứ gọi trực tiếp nha IQ. Lại Minh không có từ chối kết bạn với AQ cũng phải nói là mấy lần rồi, nhưng mà không có nghĩa là không nói chuyện được. Lại Minh không có kết bạn với những cái hạng người như vậy, nhưng mà không, Lại Minh không có block AQ. AQ nên nhớ như vậy, Lại Minh không bao giờ block. Lại Minh chỉ block những người nào mà chửi Bác Hồ, chửi lãnh tụ, chửi những người mà quá cố rồi nói tầm bậy bạ. Còn như hạng người như EQ cần nói chuyện với Lợi Minh sẵn sàng gọi nói chuyện. Còn nếu mà muốn đấu đấu tay đôi thì sẵn sàng livestream lên đấu tay đôi. Chứ đừng có chơi mấy cái kiểu ba que xỏ lá mất dạy như vậy. Hả? Cái gì cũng vậy. Nó có mặt trái và mặt phải của nó, xã hội nào cũng vậy. Mấy cái trò chơi bẩn thỉu mà ở trên mấy cái cộng đồng mạng thao thoát rồi. Bây giờ mà đem vô trong áp dụng trong cái Facebook này nó lỗi thời rồi mấy ông bao que. Năm xưa mấy mấy nhà ngươi được Lại Minh ở ngoài những mấy cái cộng đồng mạng chống cộng cực đoan ô hợp á. Bây giờ định vô trong Facebook này được nữa à. Xưa lỗi thời rồi mấy cu ơi. Đời bao que của mấy cu thì suốt đời cũng là bao que thôi. Mấy cái thứ mà dồi bò khố gách áo ôm. Cái lỗi đó nó mãi là như vậy thôi. Còn nếu mà muốn chơi mà gọi là ngoài đời mà muốn chơi kiểu mà so sánh này nọ đó thì quên đi mấy cân bao que. Mấy cân mà muốn muốn thành nhân á thì phải quay lại một cái thời kỳ mà thịnh vượng của nước Mỹ vào những thập niên 80 thì mấy cô mới có thể cạnh tranh nổi với anh Lợi Minh này thôi. Mấy cô bao que
Còn bây giờ là hết rồi mấy cưng à. Đời của mấy cưng bây giờ là chỉ có qua Mỹ là đi hốt cất chó thôi. Nói như khi đụng chạm nghề nghiệp mấy cu chỉ có đi dũa thôi, đi hốt cất chó thôi. Bởi vì bên Mỹ bây giờ mà nói về nghề nghiệp, công ăn việc làm, mà đời sống, mà cái công việc hành chánh đó, là mấy cu phải phải có bằng cấp, phải học. Còn không thì chỉ có cúi đầu xuống để thằng Mỹ nó cốc đầu như con chó thôi. Chứ đừng có bày đặt mà lên trên mạng này nổ rồi xạo nha mấy thằng cu ba que. Mấy thằng cu chơi không có cửa với anh đâu. Anh lại mình về Việt Nam mấy cu cũng mấy cu mà chống cộng ô hợp ba que đồ mà cũng không có cửa với anh là anh lại mình đâu. Bữa nay hơi bức xúc mấy thằng này. Mấy này xạo xạo ghét nhất mấy cái thằng mà bao quay, mấy cái thằng mà đàn ông, mấy cái loại mà đi yêu nước nửa mùa rồi, mấy cái loại mà chống cộng cũng nửa mùa rồi, đi gọi người này người kia nói xấu lại mình, rồi đi gọi người này người nọ để thuyết phục người ta. Thực cái gì cũng vậy, mình phải chứng minh con người thật của mình, chứ đâu cần phải chơi với cái trò dơ bẩn vậy. Làm được cái gì. Lợi Minh này chống với cái lũ chống cộng cực đoan ở bên Mỹ này cả gần phải nói là 20 năm rồi thôi, đâu phải mới đâu. Có Facebook chưa lên giao lưu thì cũng vui, không có thì cũng đâu có chết một tay nào đâu. Có chết một tay nào đâu. Đây, bữa nay là thứ năm bên Mỹ rồi, ngày mai là mình kéo tàu đi câu. Vậy đấy, ngày mai kéo đi chơi, đi với mấy thằng con cháu của mấy ông chế độ cũ. Vui lắm, đi với mấy thằng này, tụi nó cũng nể Lợi Minh lắm chứ không phải. Ngày mai tụi nó không có tàu, thì nó lại đi câu. Ngày mai mình đi câu, tụi nó mình sẽ live stream. Đi anh chị em các bạn sẽ thấy. Mình muốn gửi cái thông điệp tới cái thằng cu bao que AQ. Nghe chưa AQ? Cái đám bao que ô hợp nhà ngươi dở trò bẩn thỉu xưa rồi cô ơi. Mấy thằng tay này chắc là cũng ở ngoài mấy cái cộng đồng phao thoát rồi vô quá. Đa số hiện nay tôi thấy ở trên Facebook thì mấy cái thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp ở trên Pao Talk nó bắt đầu tràn vào. Tại vì Pao Talk càng lúc nó càng yếu. Cái đám chống cộng cực đoan ở bên Mỹ toàn là một cái quân, gọi là một cái quân đội ô hợp. Nên đó nó phá nát cái Pao Talk trong những năm đầu. Thì bây giờ thằng Pao Talk chỉ còn sống nhờ mấy cái đám ô hợp rồi. Tại vì sống nhờ quảng cáo bây giờ cũng không có bao nhiêu. Nó chỉ nhờ là mua, gọi là mua nick. Ở trên Pao Talk nó gọi là mua nick. Anh chị em các bạn chơi lên đó mắc nhiều cái, mấy thằng mà bao que, mấy thằng mà nổ đồ lên đó mắc cười lắm. Nó chứng minh cho người khác nó là hoành tráng, nó mua cái nick màu làm sao cho đẹp. Mua cái nít màu nhiều cái nít 200 300 140, nó mua mấy cái nít như vậy. Các bạn biết cái tụi này nó khùng khùng điên điên. Rồi thằng Pao Talk nó biết cái sự mà gọi là mấy cái vấn đề mà người Việt của mình nó cái thị yếu á. Nó không cho bèo cha bèo bãi bèo đại thì nào phạt cái tính. Nó cái thị yếu anh chị các bạn biết á, nó bán nít màu lên trên đó nó. Rồi nó mua mấy cái nít rồi nó tặng con này nó tặng người kia, rồi lên đó tại vì cái nít màu á thì nó mới nhìn webcam được. Cái nít trắng đen á nhìn được có chút xíu vài giây rồi nó tắt. Thằng Mỹ mà nó kiếm đủ cách hết để đặng mà nó lấy tiền người ta mà.
và cái dân Việt Nam của mình thì cái người Việt của mình sống thì cái bệnh sĩ thì rất là lớn, lên trên đó thì cũng nổ tát lò. Nói chung thì tại mình muốn chia sẻ một số vấn đề như vậy thôi. Thì xã hội mà quanh ta nhiều thứ chuyện đó, thì tham gia trên cộng đồng mạng Facebook này, mình muốn ngồi yên thì nó cũng rất là khó. Nếu mà mình muốn ngồi yên, mình muốn làm một người tốt thì cũng rất là khó, muốn làm người đàng hoàng cũng rất là khó. Thành ra cứ chơi tới đâu hay tới đó, tôi thấy như vậy, chơi tới đâu hay tới đó, không có gì phải run hết. Hèn gì nó có chuyện gì, hèn gì cảnh sát nó chặn đường ngay đây. Và nói cha chắc là nó đụng banh chặn đằng kia. Các bạn thấy xe cảnh sát không? Xe cảnh sát bên Mỹ này bây giờ nó xài loại xe, nó gọi là SWAT Utility. Cái loại xe này nó rất là chắc chắn. Ngày xưa nó chạy mấy chiếc xe đen, mấy chiếc xe loại 4 chỗ, 5 chỗ á. Chị không, các bạn thấy cái cảnh sát bên này nó đụng nát xe luôn. Mấy hành đường nhỏ vậy mà nó đụng, nó đụng nát. Ý là đường nhỏ đó. Ghê thật hả? Hàng gì nó chặn vào trái vào phải, chặn tùm lum á. Các bạn thấy ở bên Mỹ về vấn đề mà an ninh, luật pháp đồ, cái gì mọi thứ vậy. Có đề tài chia sẻ nữa không? Cái gì cũng vậy. Nó đâu vào đó lắm. Còn bây giờ tôi nói Việt Nam mình mà áp dụng theo kiểu Mỹ thì dân mình chỉ có ngồi khóc mà kêu trời thôi. Cho nên mấy cái thằng mà bao que xỏ lá, mấy cái thằng như nghệ kêu, mấy thằng mắc dịch, mấy thằng mắc ôn, mấy thằng dở hơi, nó lên trên này kêu rạo, chẳng ra cái ôn gì. Nó tới đầu rồi. Nè, đây là cái thị trấn mà tụi nó đi ra, nó kéo cờ, nó biểu tình biểu tiết anh chị em. Cái thị trấn mà nó ra nó biểu tình, biểu tình biểu ông nội cha nó gì đó, là cái thị trấn có chút xíu à. Và nó đảo lại mình, cái thị trấn nó gọi là một square mai. Anh chị em các bạn cứ tính đi, một square mai thì một square nó là một cây số 6 vuông, cứ tính tới vậy đó. Cái thị trấn có chút xíu à. Mà cái thị trấn này anh chị các bạn biết đóng thuế 10 chấm tiền thuế, mà gọi là thuế sales tax đó. Anh chị em mà vô mua cái kẹo hay là mua ổ bánh mì hay mua ly cà phê đó, là phải đóng 10 chấm lâu quá rồi, tôi nhớ tôi quên 10 chấm mấy thôi, hơn 10 chấm hay 10% á. Ghê không, cái thành phố này tại vì nó nhỏ, thành ra nó cần phải lấy thế nhiều để đặng nó mới bảo trì được cái thành phố. Các bạn thấy không? Cái thành phố nhiều xíu à, một square mile mà đâu có lớn đâu. Mà chút xíu đi bộ một cây số 6 vuông, nó gọi là một cây số 6 vuông. Tính theo mẫu Mỹ nó là 640 acre. 640 acre nó gọi là một cây số 6 vuông. Thành phố như xíu. Các bạn thấy mỗi lần mà tai nạn mà nó xảy ra hay là có chuyện gì là nó chặn đường, mà xe nó lòn vô trong những cái khu vực bên trong của thành phố, những con đường nhỏ như vậy. Anh chị em các bạn thấy những cái cây dừa hay đất ở những cái khung cảnh mà mọc ở ngoài đường như vậy đó. Các bạn biết là mình mà không có chăm sóc á, mà mình để chết hay là mình làm cái gì không đúng á, là nó phạt. Nó phạt. Chứ không phải, bởi vì anh chị các bạn thấy những cái khu mà đô thị nhỏ, thị trấn nhỏ như vậy đó, mà nó gọn gàng như vậy, nó nhìn nó đẹp mắt như vậy đó, là không phải tự nhiên trời rớt xuống đâu. Phải có người chăm sóc, mình phải bỏ tiền ra, mình phải làm bất cứ cái gì cũng vậy, xây cái hộp bỏ thơ cũng vậy, hay là cầm cái hộp bỏ thơm vậy, là mình cũng phải xin phép, phải cầm cho nó đúng. Chứ không phải thằng nào muốn cầm sao cầm, muốn làm sao làm. Các bạn thấy không? Nhà cửa, những cái khu mà cây dừa này là những cái cây dừa của sa mạc, mọi thứ nó đều có một cái khuôn khổ của nó, khuôn khổ pháp luật của nó. Còn anh mà đi xuống cái khu mà trung tâm có người nghèo á, thì nó khác. Mấy chỗ đó gọi là cùi, không sợ lỡ,
Cùi thì không sợ lỡ rồi. Bây giờ tao nghèo quá, mày phạt tao tiền là tao đốc. Đó. Còn nó nắm ở Mỹ vậy, cái gì mà nó nắm nắm thằng có tóc. Bây giờ nắm thằng không có tóc lên đó rồi mất thời gian, rồi chính phủ phải bỏ tiền, bỏ tiền thế ra rồi xử nó. Thôi kiểm tra cho mày về chứ rồi. Tao nhắc nhở mày nhiều lần. Thành ra những cái khu mà nó lèm nhem, nó lép nhút thì nó vậy, thì nó là như vậy. Đa số những khu này là chị các bạn biết dân bị trắng ở không? Dân bị trắng ở rồi. Đấy. Chứ người Việt thì hiếp lắm, hiếp. Bởi dân Việt Nam của mình sống ở bên Mỹ đó, họ chui rút vô cái cộng đồng. Tại vì sao? Để đặng bảo vệ lẫn nhau. Khi ra ngoài cộng đồng như của dân Mỹ trắng như vậy là mình chơi không lợi, nó cắp đầu mà như con chó. Ê, đời nó vậy đó. Nhiều cái nó phủ phàng lắm. Nhưng mà mấy ông mà chống cộng cực đoan bên Mỹ thì không dám nói lên những cái sự thật. Nhiều khi chúng ta cũng phải thông cảm cho những người mà gọi là yêu nước ở bên Mỹ hiện nay như vậy. Họ cũng bực mình, họ không dám nói đó. Nếu nói ra thì tụi mà chống cộng cực đoan nó tới nhà nó khủng bố. Các bạn biết mà bị nó khủng bố thì vất vả. Đời sống, công ăn, việc làm và những cái cuộc sống của mình nó bị xáo trộn. Thành ra cũng khổ tâm. Cho nên muốn chơi với mấy thằng này là mình phải, thứ nhất phải hiểu biết luật pháp, thứ hai là mình phải có ở thế mạnh. Tại vì tụi nó là cái lũ côn đồ mà. Bà nói cha nó chạy chạy vòng vòng mà chưa ra nữa. Ôi dạ dạ, bị lộn đường rồi. Cái thị trấn nó có chút xíu rồi, các bạn biết nó xây tường chung quanh hết. Mình không đi mà họ không có biết, họ chạy tùm lum mình. Tại mình đâu có quen ở trong mấy khu gì đâu. Nó rào lại hết à. Nó rào lại hết. Các bạn thấy xe đưa đón con nít đi học như vậy. Những cái xe buýt nó cũng là tiền của thuế đồ này kia nó bỏ ra hết, chứ đâu phải tự nhiên trên trời rớt xuống Mỹ. Đấy, bây giờ mới đi ra khỏi cái thành phố của nó bao bọc lại hết trơn. Cái thị trấn của nó, anh chị em các bạn thấy cái thị trấn nó chút xíu. Xe cộ của bên kia là cái khu đó, là một cái khu nhà cũng nó thuộc về một cái khu đó. Cái tụi mà developer, cái tụi mà bất động sản giống như Phạm Nhật Vượng đồ đó, các bạn biết họ mua mấy cái khu đất lớn vậy đó, cái họ xây ra, họ lập lên những cái thành phố. Bên này nó gọi là tụi tài phiệt đó, tụi tư bản mà tài phiệt đó, nó lập lên những cái thị trấn và bắt đầu nó giao lại cho chính phủ lấy thuế. Thường thường mấy thằng đó nó được chính phủ ưu đãi rất là nhiều, được ưu đãi về thuế và nó được khấu trừ rất là nhiều. Mấy thằng tư bản, quyền lợi của nó mà. Cái tư bản là cái thằng tư bản đó là cái thằng tạo ra công ăn việc làm cho người nghèo, và người nghèo họ phấn đấu lên, họ phấn đấu và họ vươn lên và họ học hỏi để trở thành những người tài, những người giỏi. Nhiều người nào mà không vượt qua thì văng vô vách, cũng giống như cái lũ mà chống cộng ô hợp như vậy, văng vô vách, đi ngồi đó đi dũa, đi ngồi đó đi bóc bọc, rồi lên mạng rồi trời ơi cộng sản ác với dân, hèn với giặc, đã đạo lại bên, trục xuất lại bên. Còn không rồi đi gọi tùm lum hết. Thằng Lợi Minh á, thằng Lợi Minh á toàn là cái đám mắc ôm xông ra vậy. Cho nên không biết cái thằng Facebook bữa nay nó chơi nó thả cái gì, mình phải clean up cái máy lại mới được. Bữa nay tự nhiên nó bị cái gì vậy? Cho nên anh chị em các bạn đánh chữ cái gì lại mình không có thấy đâu. Hay là không thấy gì chứ. Nãy thì giống như mình tự biên tự diễn vậy. Nhưng mà nghĩ là chắc là mọi người nghe được chứ. Nói chung là như vậy anh chị em các bạn. Đời sống bên Mỹ, hôm nào mình sẽ live stream để trong tuần tới này đi. Bữa nay thứ năm, mai sáu, từ đầu tuần tới này Lợi Minh sẽ đi xuống với lại Downtown. Nó gọi là cái thủ đô của cái tiểu bang Lợi Minh ở đó. Nó gọi là cái capital. Xuống đó Lợi Minh sẽ quay và sẽ live stream giải thích cho anh chị em các bạn thấy về cái hệ thống pháp luật của bên Mỹ, hệ thống hành chính của bên Mỹ như thế nào. Rất là hay. Mình sẽ đi xuống một cái dãy tòa án và trung tâm hành chính của gọi là của thủ đô của cái thị trấn, cái thủ đô của cái tiểu bang. Các bạn sẽ thấy được những cái luật pháp nó rất là đâu qua đó đi vào từ mọi cái cổng, mọi cái nơi vậy. Có nhiều người
mình live stream thì có nhiều mấy tên mà bao que sổ lá nó lên, nó cứ nói, nó ngồi nó live stream mà nó ngó láo ngó ly, tưởng đâu mình sợ bị bao que nó bắn thì tại vì vừa lái xe mà vừa live đấy, tôi phải lái xe mà live lắm, ngộ không biết sao kỳ vậy. Tại vì lái xe nhiều khi mình cũng phải ngó, lỡ nó đâm nó vô xe mình sao, quẹo trái quẹo phải cũng phải ngó chứ. Trên mạng này khổ lắm, trên cái mạng xã hội bây giờ nó rất là khổ. Cái gì người ta cũng đem ra người ta đả kích mình được hết trơn á, không có cái giống gì mà nó không đả kích được. Bắt đầu là bây giờ nó đánh lợi mình về vấn đề mà nội bộ rồi. Chơi thì chơi thôi, sợ gì, có chơi có chịu có sức liệu mà chơi, thấy không nổi nữa thì bỏ, có gì đâu, chết người Tây nữa. Lợi mình thì lên mạng đâu phải để kiếm, để đi kiếm để cái lợi nhuận hay là một cái danh vọng hay để người này người kia tung hô đâu, không cần. Anh em chơi nào biết phải biết trái thì chơi, còn không chơi bye ao chỉ gì đó. Nó không có lộn xộn, không có phải mà tân bốc tân biết gì nhau, chơi tình nghĩa, có tình có nghĩa lâu dài và bền bỉ thì chơi, còn không thì ao. Cho nên Lợi Minh cũng live stream hôm nay cũng muốn nhấn mạnh cái nick kia thì đang bị thằng Facebook nó, cái không phải nó đích thì lại tài khoản kia thì đúng hơn, tại bên Mỹ nó không có cho chơi tài nick, chơi tài khoản của mình lập với cái kia thì nó bị treo giò 30 ngày, tại bị mấy cái đám kia nó chơi, nó báo cáo dữ quá mình chịu không nổi, nó báo cáo nhiều quá. Mà Lợi Minh có một mình chiến đấu, nhiều khi đi mấy ông mấy bà thác Lợi Minh qua mấy cái diễn đàn khác như vậy, ngồi nghe nhiều khi có mấy chuyện cũng bực mình, rồi cũng xí rồi cái xong mà chụp đập đầu quay ra rồi kéo Lợi Minh tùm lum. Nó tới đâu rồi? Trên mạng Lợi Minh rất là phái lái xe mà nói chuyện, tại nhiều khi nó làm cho mình cái tư duy của mình rất là thoải mái. Mặc dù mình lái xe nhưng mà cái tư duy của mình nó dễ bộc phát ra những cái đề tài vừa thực tế mà vừa thực dụng, nó vừa hay. Có những cái câu chuyện mình đang nói cái nó có những cái gì đó nó xảy đến cái mình cặp vô mình nói, mình bắt vô mình nói, nó thấy rất là thú vị, chứ không phải kiểu núp sau cái monitor rồi cái cào cái bàn phím. Ok thôi, xin chào anh chị các bạn nha, nãy giờ nói cũng nhiều, mình không thấy anh chị các bạn một số, nếu ai mà có hỏi thăm yêu mến Lợi Minh thì Lợi Minh cảm ơn, còn mà ghét Lợi Minh thì Lợi Minh đành chịu thôi, hú khe. Lợi Minh là chơi, nói chung là mục đích làm sao là thức tỉnh những người nhẹ dạ cả tin với cái lũ ba que ô hợp, còn những cái thành phần mà chuyện nội bộ mà những cái chuyện mà lặt vặt lẹt quẹt thôi, như con kẹt không ra gì hết. Lợi Minh coi như đéo khe, chứ bức xúc thì chia sẻ chút xíu vậy thôi. Xong rồi cũng phải lo cuộc sống của mình chứ, đâu có phải ngồi trên này phải đi mua danh mua chức mua quyền mua sự ảo tưởng ở trên này đâu, chẳng có gì cả. Thời buổi bây giờ có thật mới dịch được đạo, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, xã hội nào con người nào, còn mình chẳng có cái đách chó gì mà cứ lên trên này nổ và đi vòng làm giống như ta đây, chẳng có đách chó gì. Có nhiều ông nhiều bà tôi thấy trên mạng, tôi thấy quái đản chứ mẹ, chẳng có con cặc gì, xách con cặc đi vòng hay là mấy ông mấy bà làm như ta đây mà hỏi kêu like chiêu mình. Hỏi không có mà lại ganh tị tặc kỳ. Thôi chả mày, bye bye. Ô bây giờ mới thấy nè, ô wow, thì ra cái thằng mắc dịch nãy giờ nó gửi cái quảng cáo, nó làm choáng cái Facebook, thành ra là như vậy. Chào anh chị em, bye bye.
Bye bye.